Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 sáng nay, ngày 29 tháng 5, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Thảo luận về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo một số đại biểu, một trong những điểm sáng rất đáng ghi nhận là khu vực nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh lương thực quốc gia. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và có những đóng góp tích cực và tốc độ tăng trưởng. Theo đại biểu, quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới cùng với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa vùng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa truyền thống tiếp tục được khai thác theo hướng phát huy giá trị tốt đẹp gắn với nhu cầu văn hóa của người dân. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng nhìn vào bức tranh toàn cảnh về văn hóa vùng nông thôn hiện nay vẫn còn những mảng màu tối, để lại không ít những băn khoăn. Đâu đó vẫn còn những biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, tình trạng coi nhẹ văn hóa, đặt văn hóa thấp hơn kinh tế. Hệ quả là trong khi đặt nhiều mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đời sống vượt trội so với trước đây, nhưng ở một số nơi, trong một số trường hợp, đạo đức, văn hóa xã hội lại có biểu hiện xuống cấp, chủ nghĩa cá nhân có cơ hội phát triển. Lối sống thực dụng cực đoan như một thứ dịch bệnh có nguy cơ lan rộng trong xã hội, nhất là lớp trẻ. Chỉ rõ những biến đổi của văn hóa nông thôn về sự thay đổi diện mạo không gian, cảnh quan làng xã, nhiều không gian thuộc về di sản, di tích lịch sử văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng bị thu hẹp. Những luồng tư tưởng xấu, độc đã và đang tác động, chi phối đến lối sống của người dân khu vực nông thôn. Đại biểu cho rằng, những hình ảnh ấy khiến cho bức tranh làng quê giảm đi phần tươi sáng. Để góp phần tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới nói chung, hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, cụ thể hóa quan điểm xây dựng nông thôn có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại biểu kiến nghị Quốc hội giao cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng các dự án luật trực tiếp liên quan đến văn hóa, cũng như các dự án luật chuyên ngành khác có liên quan. Đối với phát triển văn hóa, Chính phủ quan tâm chỉ đạo hướng dẫn rà soát để quy định cụ thể hơn nữa, chuẩn hóa rõ hơn về nông thôn mới, nhất là các tiêu chí liên quan đến văn hóa, theo hướng hài hòa giữa những yêu cầu của thực tế đời sống với bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống.